Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được hân hạnh gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị em cùng toàn thể các bạn. Và ngày hôm nay bên em về thêm một mẫu xe EcoSport nữa đây. Một chiếc Ford EcoSport bản Titanium, bản cao cấp nhất của dòng Ford EcoSport, số tự động, trang bị động cơ 1.5, một mẫu xe gầm cao đô thị, gầm cao 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn, di chuyển dễ dàng, số tự động thì đi rất là nhàn chân. Chiếc này thì được sản xuất vào năm 2014 anh chị em nhé. Và một chiếc xe form dáng đẹp này, máy số thì nguyên zin nguyên bản, cột kèo keo chỉ zin, xe tư nhân gia đình sử dụng. Cái này tư nhân biển 88A nha anh chị em nhé, tư nhân biển 88. Và sau đây thì em sẽ đi vòng quanh xe một vòng để cho các bác ngắm tổng thành sơn xi ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này. Hôm nay thì được trang bị là cụm đèn pha thì là cụm đèn halogen, và hai bên gương kính thì trong vắt luôn rồi. Sinh nhan báo rẽ trên gương. Bốn là răng đúc rất là cứng cáp, lốp thì còn dày nhá, lốp láp thì còn cực kỳ là dày. Các bác về chỉ việc dùng và chỉ việc đi thôi. Và đi về đằng sau xe thì các bác có thể thấy đây, sau xe đã được trang bị camera lùi cùng với bốn cảm biến lùi phía sau rồi. Nó sẽ cảnh báo va chạm sớm cũng như là giúp cho các bác kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn khi mà lùi xe. Cốp xe thì em này cũng khá là rộng, cốp xe là cốp xe ngang nhá, đây. Mà đấy. Cốp thì là cốp ngang. Và cái phần cửa sau ở phần cốp này nó thiết kế là khóa vào để nó tăng cái diện tích khoang chứa đồ lên các bác nhá, tăng cái diện tích khoang chứa đồ lên. Đây, cốp xe cũng khá là rộng. Các bác nếu mà đi chơi đi du lịch thì cũng có thể để được khoảng hai cái vali cỡ lớn ở trong này nhá. Đấy, tầm hai cái vali cỡ lớn để bên trong này. Rồi. Sang phần thân bên lái để cho các bác ngắm kỹ hơn về tổng thành form dáng sơn xi ngoại thất bên ngoài của chiếc Ford EcoSport số tự động, trang bị động cơ là 1.5 bản Titanium, bản cao cấp nhất của dòng Ford EcoSport, một mẫu xe gầm cao đô thị, gầm cao 5 chỗ ngồi. Và với giá bán là 395 triệu đồng vẫn còn thương lượng. Anh chị em nào đang quan tâm đến chiếc xe này, xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966, và các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. Ngoài ra nếu anh chị em nào ở xa chưa sắp xếp được thời gian cũng như là công việc để về với Dũng Audi thì bên em có hỗ trợ xin xe. Và các bác nào chưa đăng ký kênh, chưa follow vào fanpage, nhớ đăng ký kênh và follow fanpage để không bỏ qua những video chi tiết về những chiếc xe mới về cập nhật liên tục của cửa hàng bên em nhé. Và sau khi đi vòng quanh xe một vòng rồi thì em sẽ đi vào bên trong để review về nội thất bên trong cũng như là các trang thiết bị option công nghệ. Thì trên tay nắm cửa em này được tích hợp nút mở cửa thông minh rồi này. Đấy. Nội thất bên trong của xe thì các bác có thể nhìn thấy đây, rất là sáng nhá. Ghế bọc da màu đen, nguyên zin nguyên bản cho xe này. Các nhìn nhá. Hàng ghế trước, hàng ghế sau gọn gàng sạch sẽ thơm tho, và các bác nhìn này. Ghế da zin theo xe mà nó còn căng mọng. Cực kỳ là căng luôn nhá, căng đét luôn nhá. Rất là đẹp. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Và xe trang bị cửa sổ nóc. Hệ thống túi khí thì em này trang bị này. Một chiếc này. Hai chiếc bên hai cột giữa là 4 chiếc nhá. Hai chiếc trên ghế, hai chiếc trên hai cột giữa là 4 chiếc. Rồi, bên trên này, bên trên này vô lăng một chiếc này là 5 chiếc. Túi khí bảo vệ đầu gối 6 chiếc. Và túi khí ở bên này nữa. Phần cắp lô ghế bên phụ là 7 túi khí an toàn các bác nhá. Hệ thống túi khí thì em này trang bị đến tận 7 túi khí an toàn. Về trang thiết bị option thì em này đã được độ lên màn hình giải trí Android cỡ lớn. Và camera lùi đằng sau đã được tích hợp trên này rồi, tích hợp luôn trên cái màn hình Android cỡ lớn này. Và ổ đĩa thì là ổ đĩa CD này. Đấy, ổ đĩa thì là ổ đĩa CD. Điều hòa thì là điều hòa auto, hai vùng điều hòa độc lập các bác nhá. Xe trang bị mùa đông thì ấm áp này, mùa hè thì mát sâu. Và các thông số nhiệt độ của điều hòa sẽ hiện trên cái bảng điện tử này, giúp cho các bác là kiểm soát nhiệt độ bên trong xe được tốt hơn. Trên vô lăng thì được trang bị là đàm thoại rảnh tay,
Cruise Control đi cả. À, ra lệnh bằng giọng nói, xin lỗi các bác. Đàm thoại rảnh tay nhé, ra lệnh bằng giọng nói, điều khiển âm thanh trên vô lăng. Cái này thì được trang bị luôn cả Cruise Control đi cả tự động rồi các bác nhé. Các bác, cái này thì cái Cruise Control đi cả tự động trên cái dòng Ford EcoSport này thì nó có sẵn cổng chờ rồi. Các bác chỉ về thì là lắp nó đơn giản thôi. Chúng ta chỉ đấu vào cái cổng chờ là xong thôi. À, sẽ có công nghệ Cruise Control ga tự động trên chiếc Ford EcoSport này rồi các nhá. Đèn nổ thông minh start stop này. Đèn nổ thông minh start stop có luôn nhá. Gắn này được trang bị cả chế độ lái thể thao sport. Đây chính là cái cửa sổ S này. Cửa sổ S này chính là cái chế độ lái thể thao sport này nhá. Và đây điều chỉnh đây nhá, cộng trừ đây. Cú số thì rất là đẹp rồi. Đấy, cú số cực kỳ là đẹp. Và như vậy thì em đã giới thiệu qua sơ qua về những trang thiết bị option cơ bản trên chiếc Ford EcoSport đời 2014, số tự động, trang bị động cơ 1.5 phiên bản Titanium này. Các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ đi review về mặt chất lượng của xe. Này. Về mặt chất lượng của xe đầu tiên là về phần ốc bản lề trên. Ốc giằng cửa còn nguyên màu sơn. Các nhá, còn nguyên màu sơn. Ốc bản lề dưới zin đét luôn các nhá, zin đét. Phần chỉ này. Đoạn này thì còn nguyên cái cao su bảo vệ bên ngoài. Phần chỉ của cánh trước đây. Đấy, cánh trước bên lái này nhá. Nguyên zin nguyên bản và không mất phần một phần chỉ nào của anh chị em. Xuống phía đằng sau. Cánh sau bên lái thì đây, ốc bản là trên, ốc giằng cửa ở cái dưới này thì nó nằm bên trong này rồi. Đấy, ở cái phần cao su này bảo vệ này, đây này mọi người này, vẫn còn nguyên cái cao su bảo vệ bên ngoài này. Ốc giằng cửa dưới đây, à, ốc bản là dưới đây anh chị em nhé, nó còn nguyên zin luôn. Và đây là phần chỉ. Đấy, chỉ dưới này thì còn nguyên cao su hết, dính bên ngoài này. Đấy, cao su dính bên ngoài nguyên hết nhá, vẫn còn nguyên zin nguyên bản nhé. Và xuống phần cốp xe để review về mặt chất lượng của chiếc xe này. Em mở cốp ra, quay phần ốc bản lề trên, ốc bản lề dưới thì các bác nhìn đây, nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian và cũng còn nguyên zin nguyên bản nhé. Bản lề trên này, đấy, ốc bản lề dưới đây, ok chưa? Và phần chỉ này, ở đây thì cái cao su này, cái ốp này. Đấy, rất là chắc chắn và cứng cáp nhá. Các bạn nhìn đây. Tất cả thì nó đều còn nguyên zin nguyên bản và ngay cả cái ốc khóa cửa này các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, ốc khóa cửa này nhá. Nguyên cả màu sơn luôn. Đây nữa này. Còn nguyên zin luôn. Và xuống phần sắt xi gầm bệ. Ở đằng sau thì các bác nhìn này. Nó rất là cứng cáp và chắc chắn. Đây nhá, cực kỳ là cứng cáp và chắc chắn luôn. Không có hiện tượng là han gì mối mọt cũng như là cắt ghép nối, mối ghép mối nối mối hàn, không có nhá. Về phần lốp sơ cua thì em này được đựng ở bên ngoài này. Đấy, là nó bớt cái, chiếm cái diện tích ở bên trong phần khoang cốp. Rồi đi sang phần thân bên phụ. Đây các bác nhìn này, đây là phần ốc bản là trên nhá và ốc bản là dưới đây. Đấy, các bạn nhìn rất là kỹ đây, quay cực kỳ là kỹ nhá. Thì nó còn nguyên zin nguyên bản, còn ốc giằng cửa thì nó vẫn còn cái cao su này. Đấy, cao su đây nhá, vẫn nguyên cái cao su bảo vệ bên ngoài đây. Đấy, ốc giằng cửa đây nhá. Lốp các bạn nhìn dài chưa, lốp rất là dài mà lốp Michelin luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, lốp Michelin luôn. Đấy, cực kỳ là dày dặn. Và cái này thì các bác đi mỹ mãn luôn. Dòng lốp Michelin là một cái dòng lốp cao cấp rồi. Các bác nhá. Đấy. Và lên phần cánh trước bên phụ thì đây là phần ốc bản lề trên. Rồi ốc bản lề dưới. Đấy nhá. Ốc giằng cửa đây. Ốc màu còn nguyên zin luôn. Ốc màu nguyên zin nguyên bản. Và sang phần chỉ này cũng như cánh bên kia thôi. Đây nó có su này. Đó, đây phần chỉ đấy nhá. Cũng
còn nguyên zin nguyên bản luôn. Đây các bạn nhìn này, lốp lát này dày chưa? Quá là dày, cực kỳ là dày dặn, về thì chỉ việc dùng thôi. Và quay xuống phần sắt xi gầm bệ ở bánh đằng trước thì các bạn nhìn này, nó rất là cứng cáp và chắc chắn, không có mối hàn, mối ghép, mối cắt, mối nối nha. Cực kỳ là cứng cáp luôn, ghê chưa? Đấy. Đi sang phần bên lái này, mở lên cái lắp capo lên. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ để quay cho các bác xem. Xe thì rất là đẹp rồi. Đây các bác nhìn này, khoang động cơ thì khô ráo nhá, khô ráo khô ròng luôn, không có hiện tượng là chảy dầu, chảy mỡ. Đấy, các bác nhìn những cái con ốc chân máy này, nó còn nguyên cái lớp bụi phủ theo thời gian nhá. Đấy, nguyên cái lớp bụi phủ theo thời gian, chứ hiện tượng tháo dỡ gì cả, máy móc nguyên zin luôn nhá, máy số thì nguyên zin nguyên bản. Đấy chưa? Cột kèo keo chỉ zin đét luôn. Đấy. Rồi quay xem có bị đâm va gì không. Thì những con ốc cabo này nó còn nguyên zin nhá, chưa hiện tượng tháo dỡ gì. Đấy, ốc cabo rất là đẹp đây rồi. Ở phần chỉ đây, nguyên cái cao su kìa. Bên này cũng vậy, còn nguyên cái những cái cao su đó, khít hơn ở cái lắp cabo này. Và ốc cabo ở bên lái đây nhá. Đấy, ốc cabo bên lái đây cũng còn nguyên zin nguyên bản luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Phần thanh răng này, thanh răng thanh chiếc ở đằng trước thì phần đằng trước này nó cũng còn rất là cứng cáp và chắc chắn nhá, rất là cứng cáp và chắc chắn luôn. Máy số thì zin đét rồi, cột kèo keo chỉ zin. Còn trong khoang động cơ thì khô ráo, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ. Những con ốc chân máy thì cũng chưa có hiện tượng là tác động bên ngoài vào, ví dụ là dùng cà lê hoặc là dùng khẩu các thứ tác động vào nó nhá. Nguyên zin nguyên bản luôn, zin đét luôn. Con ốc chân máy này, đấy, các bác nhìn đây nhá. Đấy, đây em quay sát vào cho các bác xem này. Đấy, anh chị em nhìn thấy chưa? Dạ vâng, và như vậy thì em đã giới thiệu xong tới toàn thể quý vị anh chị em mình một chiếc Ford EcoSport số tự động trang bị động cơ 1.5 phiên bản Titanium, bản cao cấp nhất của dòng Ford EcoSport, một mẫu xe gầm cao đô thị 5 chỗ ngồi. Và với giá bán là 395 triệu đồng cho EcoSport đời 2014 số tự động trang bị động cơ 1.5 bản Titanium vẫn còn thương lượng. Anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966, hoặc các bác có thể về trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cực, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe, cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. Bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.